Máy phát điện yếu chỉ chạy được mỗi điều hòa cây. Ui giời, bạn lại không biết rồi. 220V như thế này mà bạn bảo là yếu á? Thực ra thì ở quê mình ít nhà lắp điều hòa trong tường lắm, bởi vì cái kiến trúc nhà ở Thái Bình quê mình ngày xưa thì phải hở lỗ ánh sáng như thế này mới gọi là mốt nhá. Mà giờ muốn lắp điều hòa trong tường thì phải bịt lỗ ánh sáng vào, còn không thì cứ điều hòa cây mà dùng. Như cái chiếc Fuji nhà mình đang sử dụng này, nó không chỉ nhỏ gọn, tiện lợi để di chuyển mà chế độ làm mát cũng cực kỳ nhanh luôn. Giá lại còn rẻ hơn cả điều hòa trong tường nữa. Mình xin nhắc lại là đây không phải là quạt làm mát mà đây là điều hòa cây nhá. Nhiệt độ ở bên ngoài môi trường thì đang là 30-31 độ C, còn ở vị trí máy điều hòa Fuji là 17 độ C. Cục nóng và cục lạnh điều hòa được thiết kế trên cùng một thiết bị nhưng mà không hề gây ồn nhá. Sự tiện lợi này thì phù hợp để di chuyển, đặc biệt là cho mấy ông bà đang ở trọ mà hay chuyển phòng thì di chuyển em này là cực kỳ tiện lợi luôn. Thay vì phải tháo lắp như mấy cái điều hòa trong tường bình thường, máy có thể sử dụng để làm quạt mát này, lọc không khí này, hay là làm máy hút ẩm khi trời nồm, hoặc cũng có thể là một chiếc điều hòa siêu mát lạnh. Khi lắp kèm cái bộ kit này, khí nóng sẽ theo ống thổi ra ngoài, còn không khí mát thì giữ lại trong phòng, kể cả là sử dụng trong không gian hở nhá. Còn tất nhiên là nếu dùng trong phòng kín sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Nó còn kết nối được cả wifi để bạn có thể điều khiển bật máy làm mát phòng trước khi mà bạn đi làm về. Mà cái điều hòa này công suất cực lớn lên tới 12.000 BTU. Máy phát nhà mình thì thừa sức cân 4 em này. Nói chung là có máy phát điện, có Fuji thì hè này có cắt điện thì nhà mình cứ vẫn là mát lạnh nhá.